Chào các con, chúng mình lại gặp nhau trong chương trình tiếng Việt. Bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách phân biệt giữa từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Hai nhóm từ này rất giống nhau, vì thế việc nhầm lẫn là việc các con thường xuyên gặp. Thế nhưng, với bí quyết nhỏ thôi, cô tin là các con sẽ phân biệt được. Nào, chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Trước hết, chúng ta sẽ tìm điểm giống nhau, tìm nét khác nhau, rồi sẽ cùng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Cuối cùng, ta sẽ thử sức ở một bài tập nhỏ. Nào, chúng mình bắt đầu nhé. Ở tiết trước, các con đã nắm được kiến thức về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có đặc điểm và hình thức giống hệt nhau bởi vì nó đọc, viết giống nhau. Tuy nhiên, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa có điểm khác nhau cơ bản. Từ nhiều nghĩa do một nghĩa gốc tạo ra, từ đó có thêm nghĩa truyền. Chính vì vậy, từ nhiều nghĩa giữa nghĩa gốc và nghĩa truyền bắt buộc phải có mối liên hệ với nhau, hay ta vẫn gọi là nét nghĩa chung. Từ đồng âm có cách nói và viết giống nhau, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Chúng mình cùng lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn phần này nhé. Cô sẽ chọn từ cao. Từ cao có nghĩa là khoảng cách tăng thêm chiều thẳng đứng. Từ thứ hai, cô lựa chọn từ cao dán. Cao dán là để chỉ một loại thuốc dán ở phía ngoài da. Hai từ này không hề liên quan đến nhau, vì thế nó là từ đồng âm. Xét về từ loại, hai từ này thuộc hai nhóm từ loại khác nhau. Từ thứ nhất là tính từ, từ thứ hai là danh từ. Đấy cũng là điểm mà các con cần lưu ý khi xác định từ đồng âm. Cô thêm vào nhóm từ này một từ nữa, đó là từ cao su. Cao su là tên một loại nhựa cây. Nó là phiên âm tiếng nước ngoài nên là từ đơn đa âm. Xét về mặt từ loại, ta có từ cao thứ nhất là tính từ. Từ cao trong nghĩa của từ cao dán là danh từ. Từ cao su, cả từ cao su là danh từ. Tuy nhiên, ta lại đang xét nghĩa của từ cao. Vì thấy nó mất nghĩa của từ su, cho nên nó tạo thành nhóm hiện tượng đồng âm. Vẫn với ví dụ của từ cao, bây giờ ta sẽ tìm hiểu ở một khía cạnh khác nhé. Cô sẽ chọn từ chiều cao. Chiều cao này để chỉ sự tăng trưởng theo chiều dọc, theo chiều thẳng đứng. Vì thế, nó là nghĩa gốc. Cùng với đó, cô có thể suy ra rất nhiều từ cùng ghép với từ cao. Chính vì thế, những từ sốt cao, giá cao, cất cao tiếng hát, chất lượng cao được mang nghĩa chuyển. Mối liên hệ của các nhóm này hay còn gọi là nét nghĩa chung bởi nó đều chỉ sự tăng lên. Sốt cao là sự tăng lên của nhiệt độ. Giá cao là sự tăng lên của đơn vị tiền. Cất cao tiếng hát là tăng lên của giọng ca. Chất lượng cao là để chỉ số lượng và sản phẩm tốt. Chính vì có nét nghĩa chung như vậy, cho nên tất cả nhóm từ này tạo thành từ nhiều nghĩa. Bên cạnh đó, ta còn có thể phân biệt từ đồng âm bằng cách xác định từ đồng âm còn là hiện tượng chuyển nghĩa của từ loại. Ví dụ, cô lấy từ cái xích và xích chó. Trong trường hợp này, cái xích là một danh từ chỉ sự vật. Nhưng xích chó, từ xích trong cụm từ này là động từ chỉ hoạt động. Hai từ loại khác biệt nhau, tạo nên hai nét nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vậy nó là từ đồng âm.
Tìm hiểu thêm một ví dụ nữa nhé. Cô có câu: bác ấy đang bó các bó rau lại cho gọn. Ta dễ nhận thấy có hai từ đồng âm trong câu, đó là từ bó. Từ bó thứ nhất để chỉ hoạt động của bác, đó chính là động từ. Từ bó thứ hai đi kèm với từ bó rau, đây là danh từ để chỉ đơn vị. Hai từ này khác biệt về từ loại, cho nên nó cũng là từ đồng âm. Còn về từ nhiều nghĩa, thì con luôn chú ý. Trong từ nhiều nghĩa, ở phần nghĩa chuyển, ta còn có thể thay thế một từ khác. Ví dụ nhé, chất lượng cao. Nếu cô không muốn dùng từ cao, cô có thể thay thế bằng một từ tương đương. Đấy là từ tốt, và cô có cụm từ chất lượng tốt. Như vậy, cô có thể sử dụng từ cao thay thế cho một từ khác mà nghĩa của nó không thay đổi. Nhưng ở từ đồng âm thì không thể làm như thế được, bởi vì bản thân từ đồng âm, mỗi nghĩa của nó đã là một nghĩa gốc. Như vậy, các con đã nắm được cách phân biệt. Một đặc điểm duy nhất và cũng là dễ tìm hiểu nhất, đấy là sự khác biệt nét nghĩa chung. Nếu không có nét nghĩa chung, nó là từ đồng âm. Nếu có nét nghĩa chung, nó là từ nhiều nghĩa. Xem các con có nhận diện được không nhé. Chúng mình cùng làm bài tập sau. Xác định từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong câu sau. Chúng ta cùng ngồi vào bàn để bàn công việc. Và câu: bàn phím của chiếc đàn này thật đẹp. Các con có thể tìm được ngay nhóm từ giống nhau, đó là từ bàn. Ở câu thứ nhất có hai từ bàn, cô gọi là bàn 1 và bàn 2. Ở câu thứ hai cũng có từ bàn, cô gọi đây là từ số 3. Và ta xác định từ loại. Từ bàn thứ nhất là danh từ, bởi đây là dụng cụ, là mặt phẳng rộng, có chân để chúng ta ngồi học hoặc làm việc gì đó. Từ bàn thứ hai là hoạt động, bởi đây là sự thảo luận, trao đổi, bàn bạc một việc gì đó. Từ bàn thứ ba là một dụng cụ, đây chính là nơi khi gõ vào sẽ phát ra âm thanh của chiếc đàn. Như vậy, xét về mặt từ loại, chúng hoàn toàn có đặc điểm khác nhau. Ở câu thứ nhất, từ bàn 1 và từ bàn 2 không liên quan một chút nào hết. Vì thế, nó là từ đồng âm. Cô xét từ bàn 2 với từ bàn thứ 3. Bàn này là bàn bạc hoạt động với lại một cái dụng cụ không giống nhau chút nào hết, nên nó cũng tạo thành một nhóm từ đồng âm. Xét từ bàn thứ nhất và từ bàn thứ ba, ta thấy có một đặc điểm giống nhau. Bàn dùng để ngồi học, để ngồi ăn, ngồi làm việc đều có một mặt phẳng. Vì thế, từ bàn phím nó cũng được trải trên một diện mặt phẳng. Đó là nét nghĩa chung để ta suy ra một nghĩa chuyển. Vì thế, từ bàn số 1 và từ bàn số 3 tạo thành một nhóm từ nhiều nghĩa. Như vậy, chúng ta đã thông qua các ví dụ để tìm hiểu về cách phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Các con nhớ nhé, một đặc điểm duy nhất thôi, hãy tìm nét nghĩa chung. Có nét nghĩa chung, đó là nghĩa của từ nhiều nghĩa. Không có nét nghĩa chung, chắc chắn chúng là từ đồng âm. Hãy cẩn thận một chút khi xác định vì cũng hơi khó đấy. Chúc các con thành công!